Chào các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy, và mình là Andy đây. Thì khu vườn nhỏ có chút hoa, chút cỏ, chút bình yên. Dù bạn ghé lúc sớm mai hay chiều tà, ở đây mình kể nhau nghe những câu chuyện tình yêu. Mong hành trình của bạn luôn yêu thương bản thân cho những gì đã qua và cho những gì sắp đến. Vui vì đã đến chơi với mình. Hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề là cái gì sự chia cắt này là có lý do của nó không? Thì cái chia cắt ở đây thì mình cũng không mặc định là chia tay. Chỉ là một cái sự gián đoạn, hoặc là một cái sự tạm dừng, hoặc thậm chí nó là một cái sự kết thúc rồi cũng được, của một cái mối quan hệ, có thể là trong quá khứ, có thể là ở thời điểm hiện tại ha. Và mình chỉ muốn làm cái trải bài này để cho mọi người hình dung được, hoặc là yên được cái lòng là cái sự chia cắt nào nó cũng sẽ có một cái lý do và một cái bài học, hoặc là một cái điều mà mình có thể hiểu được, trải nghiệm được thôi ha. Thì cũng có tụ 1, tụ 2, tụ 3, thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích ha. Mình sẽ thay các lá bài vô sau. Xin chào các bạn, chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì sự chia cách nào thì cũng có lý do của nó ha. Đầu tiên là các bạn coi kỳ sĩ cốc. 4 cốc. Dạ, nữ hoàng kim. Ôi giời ơi, một cái sự chia tay. Cái sự chia cách này nó có lý do thì mình nghĩ cũng tương đối rõ ràng. Một cái người là kỵ sĩ cốc với một cái người là nữ hoàng kiếm á, hai cái năng lượng này nó khó dung hòa với nhau lắm. Thứ nhất á, là bởi vì nữ hoàng kiếm là một cái người rất là khó, rất là nghiêm túc, rất là thẳng thừng. Họ là kiểu đao kiếm vô tình đó. Và nữ hoàng kiếm luôn luôn là một cái người họ sống tình cảm, nhưng họ quyết định tất cả mọi thứ là lý trí. Họ yêu một người bằng cái đầu, và cái trái tim của họ là cái giống như là, mình không nói là họ yêu theo kiểu như là chỉ là mày giàu, mày đẹp hay là cái gì đó, nhưng mà cái trái tim của nữ hoàng kiếm nó giống như kiểu là để bảo vệ cái trái tim thật sự của tôi cần phải có những cây kiếm để nó thực tế, để nó không có mụ mị, để không yếu ô, gọi là gì, ủi mị hay ủi mị gì đó, thì kiểu giống vậy. Còn cái kỵ sĩ cốc á, thì nói thiệt, năng lượng của kỵ sĩ cốc, nếu mà bạn yêu mà một cái người kỵ sĩ cốc á, trừ khi nó yêu bạn nha, thì sẽ rất là dễ thương. Chứ còn mà bạn mà thích một cái người kỵ sĩ cốc á, thì nó sẽ bớt dễ thương đi nhiều lắm. Thứ nhất là nó sẽ rất là khùng điên, nó kiểu giống như là sớm nắng chiều mưa, trưa hột gà chiều hột vịt lộn vậy đó. Và tình cảm của nó sẽ không có rõ ràng, có lúc thì nó sẽ thính, có lúc thì nó bả, có lúc thì nó cờ đỏ, có lúc thì nó rất là cờ xanh. Và thậm chí bạn cũng chả biết là nó có thích bạn hay không, và nó thích bao nhiêu đứa một cùng một lúc. Thì mà nữ hoàng kiếm thì lại là một cái người là mày thích tao thì mày phải thể hiện, mày phải chủ động, mày phải chứng minh, và phải có cái gì đó nó thực tế, nó nhìn được, thấy được, biểu hiện được. Còn kỵ sĩ cốc là tao thích nhưng mà tao thích im, tao thích mà tao thích thể hiện qua ý tứ, ý tại, ngôn ngoại. Tao thích thì có thể lúc tao thể hiện, có lúc tao không. Tao thích thì mày phải hiểu, mày phải cảm giác được. Thì bạn thấy hai cái năng lượng là nó hay, không có ăn nhập vô cái chỗ nào hết rồi á. Đã vậy còn quất thêm 4 cốc nữa. Cái sự chia cách của cái mối quan hệ này mà bị 4 cốc, mình chỉ dùng hình mình giải thôi nha. Bạn nhìn thấy con rùa không? Nó giống như kiểu là người ta, bạn nhìn vô tình yêu mà con rùa thì bạn sẽ cảm giác giống như là, thứ nhất là nó chậm, thứ hai nữa là bạn cũng không biết là trong cái tấm hình này con rùa nó đang cố gắng nó bò lên cái cục đá đó, mà nó phớt lờ đi 4 cái chiếc thuyền lá, hay là nó đang hướng về cái gì. Trong cái mối quan hệ này á, thì mình giả dụ thôi nha, mình nhìn cái kỵ sĩ cốc hướng qua con rùa hướng qua con hạc, hoặc là con, chắc con hạc hay con xéo đi ha, thì mình gọi là con hạc đi cho nó lẹ nha.
chứ con sếu nó mệt đúng không? Thì mình cảm thấy ở đây giống như là cái mối quan hệ này nó có một chiều à, nó thiếu đi cái chiều còn lại. Còn nếu mà mình dịch theo bài á, thì mình cảm giác cái mối quan hệ này nó chậm quá. Thứ hai là có người không có biết trân trọng cái tình cảm. Nếu mà cái trải bài này dịch theo kiểu là kỵ sĩ cốc hướng về nữ hoàng kiếm thì rất tiếc là cái tình yêu này dành cho sai người. Tại vì hồi nãy thì mình nói là tại lỗi của kỵ sĩ cốc, thì bây giờ mình đổ lại ngược lại là tại lỗi của nữ hoàng kiếm sống trong tình cảm mà lấy cái đầu để quyết không à. Quyết ở đây tức nghĩa là ok mày thích tao, mày chạy theo tao đi, mày dí theo tao đi, mày rượt theo tao đi, mày chứng minh đi, mày thể hiện đi cho tao thấy đi. Rồi cái mình sẽ đặt câu hỏi lại là ủa gì chứ bà làm quần gì trong đây, trong câu chuyện này sao tôi không thấy bà làm gì chứ, mà bà kêu tôi chứng minh, bà kêu tôi thể hiện, bà kêu tôi này nọ, còn bà thì đứng im giống như là không có làm mẹ gì hết. Bà chỉ gọi là cho mày thích tao thì mày phải phải gọi là value đồ không. Cái câu chuyện tình cảm nó không phải vậy, nó không phải là kiểu mà hãy cho tôi thấy giá trị của bạn, xứng thì tôi cho bạn vô mà không xứng thì tôi cho bạn ra. Thì mình không nghĩ nó là tình yêu, mình không nghĩ nó là tình yêu, hoặc thậm chí nó chỉ là một cái sàng lọc thôi, nó giống như một cái sàng lọc thôi. Dĩ nhiên là ai cũng sẽ có những cái tiêu chí nào đó để cho ai đó bước vô, chứ không phải mình mở cửa toang toác cho ai ai đó muốn vô cũng được. Nhưng mà mình cảm thấy ở đây cái lá nữ hoàng kiếm này nó cho mình một cái cảm giác là giống như là một cái người trên trời còn một cái người dưới đất vậy đó. Và nếu mà bạn nào biết mà mấy con hạc mấy con sếu rồi nó bắt cá rồi đó, thì nó sẽ đứng im vậy đó, xong nó chờ con cá bơi qua xong nó đớp, chứ nó không có làm gì hết đó. Nó đứng im vậy thôi, nó chỉ chờ thời cơ đúng chín mùi là nó đớp thôi. Thì ở đây lại tình cờ một cái lại là con sếu và con cá nữa, một lần nữa thì nó lại là cho mình một cảm giác giống như là người trên cơ và người dưới cơ. Và trong cái mối quan hệ này, cái sự chia cách này nó có lý do bởi vì sự không hòa hợp, chứ mình không thể nào nói cái gì thêm được nữa. Hoặc là mình cảm giác đó là dành tình cảm cho một cái người mà họ không biết trân trọng thôi, chứ mình không có thể nói được cái gì thêm trong ba cái lá này hết nha. Mình không có cứu vớt cứu chữa gì được cho cái này hết. Nói chung nhìn bài ta thấy chán, bài thì đẹp nhưng mà nhìn nhìn cái tình huống bài thì ta thấy chán nha. Cá nữa nè, chim với cá không à, tụi này toàn là chim với cá không mà, chắc cung khí với cung nước hay gì bơi. Có lửa này nè, bài của bạn lên thì có chuồn chuồn lửa ha, có vua gậy, có the fool và có the hypocrite. Thì đối với mình á, thì cái sự chia cách này có lý do của cái câu chuyện này á, thì mình nghĩ là hai cái đam mê này nó không có trộn vô nhau được. Bạn thấy không, con cá thì nó gọi là nó lặn xuống, con chim thì dĩ nhiên mà không nói, con chim nó sà xuống nhưng mà giống như chim thì trên trời ha, còn cá thì dưới nước. Thì hai cái thế giới này nó cũng không có hòa trộn vô nhau được. Và thật ra được phu như là hai biết nó cái tinh thần nó cũng cũng rất quấn với nhau à, kiểu giống như là một người thì phê phẩy, kiểu giống như là vô lo vô nghĩ, sống rất là tự do, rất là thoải mái, rất là phóng khoáng, rất là không có thích sự ràng buộc, không thích quy củ, không thích luật lệ, là một người có sao nói vậy. Một cái đứa hybrid năng lượng rất là mệt mỏi, kiểu giống như là chị không thích nói, chị không thích thể hiện, chị không thích cho người khác biết, chị sống trong cái thế giới của chị, không ai hiểu chị, không ai biết chị đang muốn gì. Nhưng mà các cưng muốn hiểu chị thì các cưng phải cảm nhận đi, cảm nhận đi, hãy cảm nhận đi, còn chị có nói hay không là chuyện của chị. Thì mình cảm thấy giống như là một người là án binh bất động, còn một người là động không có binh luôn á, động mà không cần đá động luôn á, nó tự động luôn á. Thì mình cảm thấy hai cái năng lượng này nó cũng một lần nữa nó rất quấn với nhau. Còn nếu mà thật ra bài này mình giải theo kiểu là vua gậy với the hybrid thì mình thấy nó cũng lạc quẻ lắm. Tại vì thật ra vua gậy là một người tiến về phía trước, họ yêu rất là nhiều, họ thể hiện rất là nhiều. Nhưng mà giống như bạn yêu một cái người mà họ lãnh cảm, hoặc là họ hời hợt, hoặc là họ quá khó hiểu, hoặc là họ có một cái thế giới nội tâm quá sâu đi, bạn không cảm nhận được. Thí dụ như cái bạn là một người thích yêu, phải thể hiện ra, phải nói, phải vui chơi, phải vui vẻ, mà bạn yêu đúng ngang người mặt lúc ngà từ sáng tới chiều nó cũng hầm hầm hì hì. Một cái người mà từ sáng tới chiều họ đầy tâm tư, tâm tâm trạng, sáng thì mưa, chiều thì lất phất, tối thì rỉ rả, bạn sẽ cảm giác mối quan hệ nó rất là ngọt. Còn ở đây mình không đổ lỗi tại tính cách nha, mình chỉ đang giải theo cái tính chất của cái trải bài thôi ha. Chứ còn mình là cái kiểu là sáng nắng chiều mưa trưa hột gà đó, là mình cảm thấy giống như có lúc này lúc khác rất là nhiều. Và thiệt ra mình cũng cảm giác là cái người đi cùng mình họ cũng sẽ mệt đó, tại vì mình không biết người khác nghĩ làm sao, nhưng mà dù là mình trong cái tình huống đó mình cũng cảm thấy mệt với mình nữa, chứ đừng nói chi đến người khác ha. Và những cái người mà họ có cái năng lượng, có cái tâm thế là một người thích vui vẻ, thích thoải mái,
thích tự do, thích phóng khoáng, thích những cái gì đó nó mới mẻ, nó lạc quan, nó yêu đời á, mà bạn gặp một cái đứa nó hơi hãm á, mình nói thẳng là hãm luôn đi, tại vì mình cảm thấy nó hơi hãm thôi, bản thân mình nó hãm nên mình cảm thấy nó hãm thôi, chứ mình không nói mọi người hãm, thì mình cảm giác giống như là cái người kia họ sẽ bị mất, người ta gọi là bị tụt mood á, hoặc là kiểu giống như đó là mình rủ nó đi chơi cái nó hôi, mình rủ nó làm gì nó cũng hôi, mình kêu nó làm gì nó cũng hôi, nói chung là cái gì nó cũng không có thơm. Thì mình cảm giác giống như bạn rủ một lần, bạn rủ hai lần, bạn rủ 10 lần thì là người ta cũng không có muốn rủ thêm. Còn nếu mà bạn cứ đòi người ta phải kiên nhẫn, người ta phải chấp nhận bạn, thì mình sẽ hỏi ngược lại bạn, tại sao bạn không thay đổi vì họ, bạn không chấp nhận họ mà bạn cứ muốn người ta phải thay đổi vì bạn ha. Tại vì mình cảm giác ở đây đó là mình không nghĩ là lỗi tại ai, tức nghĩa là vua gậy thì giống như mình nói là một người lạc quan yêu đời, vô tư hồn nhiên quá, thì nhiều khi họ cũng không có hiểu được một cái người mà nó sâu thẳm hay là bị tổn thương hay là bị những cái vấn đề về tâm lý hay là bản chất cuộc đời của họ là một người thích trầm tư gì đó thì sao, nó cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nhiều khi một cái người họ ở một cái trường phái khác, mình kêu họ hiểu mình thì cũng không được. Thì mình cảm giác ở đây nó giống như kiểu là sai người sai mẹ luôn thời điểm, và The Fool nó theo kiểu giống như nó là một cái trải nghiệm mà bạn yêu một người trái dấu với mình và bạn không có cảm thấy mình với họ có một cái sự gắn kết với nhau. Và mình cảm giác giống như là mặc dù hai người mình thấy cũng vun vén, hai người cũng cố gắng, mình cảm thấy có cái sự đầu tư nha, mình không có cảm giác hai bạn tranh chấp cãi vã hay là mâu thuẫn hay thậm chí là có cái gì, nhưng mà mình cảm giác giống như hai bạn không có tìm được cái tiếng nói chung hoặc là tìm được một cái sự dung hợp dung hòa nào để cho cái kết nối này nó có một cái sự gọi là đơm hoa kết trái thôi, chứ mình không nghĩ là vấn đề tại ai. Mình chỉ cảm giác giống như là mỗi người đều có một cái dự định, một cái kế hoạch, một cái con người riêng, một cái hướng đi riêng, nhưng mà mình cảm giác giống như là không có muốn sẻ chia với người còn lại á, hoặc là sẻ chia nhưng mà không có được. Cái đó là lời khuyên ha, intuition. Intuition, you are learning to embrace and trust your inner knowing. Tạm dịch đó là bạn đang học cách để gọi là trân trọng và tin tưởng vào cái thế giới nội tâm. Thì mình nghĩ là cái lá này thì nó giống như kiểu một cái lời khuyên thôi, một cái lời khuyên nhẹ nhàng theo kiểu là đôi khi mình hiểu được cái cảm giác của mình hiểu luôn cái cảm giác cho người ta, và ở đây mình không nói là hiểu giùm hay là hiểu giúp nha, ý mình nói là hiểu hiểu cho cái cảm giác của người ta, tức nghĩa là mình chấp nhận mình, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận như người ta, như cái mình nói cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đôi khi á, có những thứ á, bản thân bạn giống như là bạn bạn có thể chấp nhận cái này, bạn không thể chấp nhận cái kia, và mình cũng cần phải có một cái ranh giới, một cái giới hạn nào đó, cái nào mình có thể chấp nhận được và cái nào mình không thể chấp nhận được. Tại vì giống như là cho cùng trong một mối quan hệ á, thì mình cũng phải chấp nhận cái này và mình không thể dung hòa hết tất cả những cái mà người ta muốn, và tương tự như vậy ha, đối với cái đối phương họ cũng như vậy, thành ra không thể nào mà bạn tìm một người mà ngay từ đầu họ là một cái mảnh ghép mà nó hoàn hảo với bạn được ha. Xin chào các bạn chọn tuổi số 2 ha. Trước khi vào phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share, bình luận cho mình ha. Sự chia cắt này là có lý do của nó. Lý do là gì? Là gì? Lý do là gì? Chính, chính, chính với chính. Sự chia cắt này là có lý do của nó. Những cái lý do sao quải quá vậy nè. Mối quan hệ này nó hơi bị non. Non là gì nè, không phải non xanh đâu nha. Non này cũng phải là non 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 già trẻ người đâu ha. Ở đây cái non này là mình gọi là nó không có kịp chín á. Bạn nào mà có ăn chuối sống rồi á, hoặc là có ăn chuối chát á, thì bạn sẽ biết là chuối nó chín thì nó ngọt nha, nhưng mà chuối nó sống á, là nó rất là chát, hoặc là nó đầy mủ luôn. Thì bài này lên đầy nhựa đó, ý là nhựa mủ rồi đó, nó dính vô mũi. Người ta có một cái câu đó là mũi chuối mà dính vô đồ quần áo rồi đem đi giục á, làm đồ dẻ luôn á, không có giặt ra nha, không có đà tài nào mà giặt ra được hết á. Thì cái mối quan hệ của bạn nó y chang như cái mũi chuối đó, nó y chang như là cái trái chuối chát luôn. Một góc rõ ràng mối quan hệ này có tình cảm, có cảm xúc, có nền tảng, nhưng mà hai đứa chín hết luôn. Hai đứa, một đứa là the hermit, một đứa là chín tiền. Tiếc cho một cái đó là cả hai đứa này đều có những cái tôi mà khó sửa. The hermit là một cái người họ 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 hiểu bản thân họ và họ hiểu cái họ
họ muốn, và họ là một người độc hành ha. The Hermit là một cái người độc hành, họ đi trên một cái hành trình, họ bảo vệ cái cuộc sống của họ, quan điểm của họ, cách nhìn của họ, và họ khó mở lòng với người khác. Chính tiền thì lại bị kén cá chọn canh và là một cái kiểu người giống như là hơi hơi có khuynh hướng gọi là thích cái này và cân cái nọ, hoặc là hơi có kiểu giống như là ta thích nhiều cái nữa và ta có rất là nhiều sự lựa chọn. The Hermit thì không có nghĩa là có nhiều sự lựa chọn, mà là nó chọn một cái con đường mà nó tin là đúng. Ở đây giống như kiểu cả hai bạn đều tin cái con đường mình chọn là đúng, nhưng mà hai người không có thấy được là cái tình cảm nó phải gọi là hai chiều, giống như hai bạn là cũng hai chiều, nhưng mà hai cái chiều giống như là nó tẹt ra hai hướng á, chứ không, nó không có tẹt vô lòng một hướng. Giống như người này cũng nghĩ tới người kia cũng nghĩ tới người này, nhưng mà nó không có hợp nhau, nó không có khớp. Tại sao mình ví dụ cái mối quan hệ này giống như chuối chát, tại vì nó không có kiểu chín, nó kiểu giống như là mới có sơ muối thôi, mới có sơ sơ thôi, là nó đã dấy lên những cái màu gì đó, gọi là mình không gọi là không dung hợp được, mà mình cảm giác giống như là giống như cái hồ nước này nó mới chảy vô, nó còn chưa kịp đầy á, và mình cảm giác hai bạn không có đủ thời gian để tương tác, hai bạn cũng không có đủ kiên nhẫn để thấu hiểu. Nhưng mà thật ra nó không đủ kiên nhẫn thì mình thấy cũng hơi sai nha, tại vì thật ra khi mà mình nhìn vô cái lá The Hermit á, thì mình cảm thấy là cái con gấu này á, thì nó đang nhìn vào cái dòng sông, nó đang phản chiếu lại nó, thì nó cho mình một cái cảm giác là trong cái mối quan hệ này, một người đang trong cái giai đoạn họ phản chiếu lại cái con người của họ, họ đang nhìn nhận lại cái có thể đời sống tình cảm, cuộc sống gì của họ mình không biết, nhưng cái thứ họ quan trọng nhất là họ. Còn cái thứ hai là cái đó chính tiền, cái nhân vật này thì lại nhìn thấy cái đối phương là một cái con chim, và con báo nó rất là muốn bắt, và kiểu giống như là bắt bắt không bắt thì thôi cũng không sao, thì giống như mình nói là chính tiền thì có rất là nhiều, giống như không chim này thì chim khác thôi, nhưng mà giống như tạm thời là tao thích con chim này thì tao muốn bắt thì tao bắt thôi, còn không bắt được con chim này thì con chim khác. Thì mình cảm giác giống như là hai cái sự đầu tư, hoặc là hai cái sự hướng vào, một cái là tự hướng vào mình, còn một cái là hướng vào một cái đối tượng mà sao cũng được, thì kiểu giống như nó, mình không muốn gọi là hời hợt, nhưng mà thật ra nó không có hời hợt nha, nhưng mà mình cảm thấy giống như là có cái gì đó ở đây, có một cái sự hỏng sẵn sàng, có một cái gì đó nhìn nó rất là tưởng như sẵn sàng nhưng mà nó không có sẵn sàng. Thật ra hồi, hồi hồi xưa tới giờ mình chưa bao giờ thấy một cái trải bài tình yêu mà nó lên The Hermit hết á, kiểu giống như là một cái mối quan hệ mà nếu thật sự hai người đó đang quen mà lên The Hermit là mình nói thẳng nó như nước lã, nó vừa chán mà nó vừa kiểu giống như là mạnh ai nấy làm, thân ai nấy lo, thật ra không có chung đụng cái gì luôn á, kiểu giống như hai người đó giống như là kiểu một cái mối quan hệ mà có danh không có phận gì đó, hoặc là có định hình thôi chứ không có định dạng á. Còn chính tiền á thì nó luôn là một cái sự đòi hỏi, hồi xưa giờ mình thấy chính tiền luôn luôn là một cái mối quan hệ mà đòi hỏi một cái người còn lại phải cung phụng, quy chiều chiều chuộng gì đó, phải có một cái sự nâng hứng, nhưng mà The Hermit là không có nâng cũng không có hứng, The Hermit là tự mày mày làm, thôi mày mày lo chuyện tao, tao còn chưa lo xong, mắc gì tao lo mày, thì cái kiểu của The Hermit nó là vậy. Thành ra mình cảm giác giống như là mối quan hệ này gọi là giống như câu của Hoàng Thùy nói đó, giống như là bông bụp có đỏ mà có thơm, có đỏ mà không có thơm thì cũng không có nên cơm cháo gì đó, cái kiểu giống như vậy. Giống như nhìn rất đẹp nhưng mà không có xài được, không có làm ăn gì được hết trơn. Rồi tiếp tới hai lá này là thấy cũng dội đạn rồi nha. Mùi tiền ha, người đưa tin tiền ha. Và vua kiếm. Em bắt con nai nó nhảy 67. Sự chia cắt này là có lý do của nó. Lý do của cái mối quan hệ này mà phải chia cắt đó là bởi vì lý tưởng không giống nhau và mục tiêu trong thời điểm đó cũng không hợp nhau luôn. Một người thì muốn một cái mối quan hệ lâu bền, dày, sâu, có thể đi xa, có thể có danh, có nghĩa, có phận. Còn một người thì vua kiếm, một người thì chỉ biết lo cho cuộc sống, cho bản thân, cho dự định, cho kế hoạch. Một người chỉ mặc định về những cái tương lai, cho những cái giống như trong kế hoạch của họ nó chỉ có họ thôi, không có một cái sự không có một cái sự cho một cái kế hoạch nào cho một cái người khác, không có sự hiện diện của người khác, và nó cho mình một cái cảm giác đó là một cái kẻ phiêu lãng bồng du gì đó ở đây, phiêu bồng lãng du,
một cái người mà dĩ nhiên kỵ sĩ vua kiếm thì mình không thể nào nói là một cái người là phiêu bồng lãng du theo kiểu như là đào hoa phong nhã bay bay lượn lượn cô gái cô trai được, không phải. Nhưng mà mình nói phiêu bồng lãng du ở đây bằng hiểu đơn giản đó là một cái hành trình nó hơi tiếu ngạo giang hồ, nó kiểu giống như là muốn đi chinh phục thế gian thế giới đồ, tu luyện võ công đắc đạo rồi đó. Tại vì thật ra Pentacle tức nghĩa là một người có rất là nhiều lý tưởng và rất là bận rộn, và team vua kiếm nữa tức nghĩa là một người sống toàn là vì danh vọng địa vị tiền bạc vật chất, hoặc là họ đang rất là cày cày cuốc cho cuộc đời của họ, và thiệt ra họ cũng chả rảnh để yêu. Tại vì thật ra vua kiếm thì mà nói về chuyện tình cảm thì không có chỗ cho nó nhét vô. Còn 10 tiền thì ngược lại, 10 tiền là một cái lá đại diện cho sự thịnh vượng và một cái gia đình đoàn tụ sum vầy thịnh, hoặc là một cái gia đình mà có một cái sự gắn kết chặt. Cái tình yêu ở đây nó có một cái sự mâu thuẫn, một cái lý tưởng khác nhau nhiều quá. Giống như một người thì rất là thích một cái kết nối mà dành thời gian cho nhau, tình cảm gia đình khăng khít, cơm 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 cháo mỗi ngày, rồi ăn cơm cùng nhau, hẹn hò cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, làm cùng nhau. Còn một bên thì kiểu thì mày nấu cơm thì mày ăn đi, tao mắc bận công chuyện thì hồi tao về tao ăn, còn không thì mày cứ ăn trước đi, tao ăn ở ngoài luôn, tao bận công chuyện lắm, kiểu như vậy. Thì kiểu một cái mối quan hệ mà mình chỉ lấy ví dụ vậy thôi á, là một cái người mà họ mong một cái thứ không có giống như mình thì không có ăn nhập vô đâu hết á. Mình cảm giác một cái mối quan hệ nó không có ăn nhập ở cái chỗ nào hết. Và như mình nói, một người thì rất là thích tự do, rất là bay, rất là không có thích sự ràng buộc và trói buộc. Và ở trong đây hình ảnh của một cái con tạm gọi là diều hâu hay là ó gì cũng được, hay là đại bàng cũng được á, thì mấy cái con này thì nó luôn cho mình một cảm giác rất là sắc bén, thứ hai là hơi lạnh. Và còn ở bên 10 tiếng đây thì lại là con gọi là con khu sừng tấm hả, nai sừng tấm hả, con gì ta, con hoảng hả, không phải, nói chung là một cái con gì đó nhưng mà họ nai rồi đó, nai hu rồi đó, nhưng mà chắc chắn không phải là nai hu rồi đó. Nhưng mà những cái loài này thì nó lại sống theo bầy đàn rất là cao, nó mang tính bầy đàn cao, nó mang tính gọi là tổ chức, và nó thường mang tính gọi là có một cái sự hơi mang tính ràng buộc nha, và có vai trò đàng hoàng, tức nghĩa là ví dụ như là con này làm cái nào, con nào làm cái đó, ví dụ vậy. Thì trong cái mối quan hệ này mình lại cảm thấy nó bị ngược nữa, tại vì nếu mà theo cái giải nghĩa đó thì thật sự cái thằng vua kiếm thì càng rất là khó để buộc nó vô một cái vị trí hoặc là một cái vai trò. Nó không có thích bị buộc vô một cái vị trí và một cái vai trò cố định, nó thích vùng vẫy. Hoặc là nếu không thì trong cái mối quan hệ này có một đứa thích dãy dùng lắm, thích làm cha làm má rồi đó, hoặc là thích kiểu dòng mẹ rồi đó, tao nói mày phải nghe đó, còn những cái người khác là phải làm theo. Thì mình cảm giác nếu mà theo kiểu đó thì nó lại càng không ổn, tại vì giống như trong một mối quan hệ không phải là tao nói mày nghe, hoặc là tao tao là người có quyền, tao ở vị thế cao hơn thành ra mày phải nghe, hoặc là giống như một cái người quá già còn một người quá trẻ, một cái người mà nói cái gì cũng cho là mình là đúng, còn một cái người thì lại không đủ sức để bảo vệ chính kiến và quan điểm của mình á. Tại vì Pay Pentacle thì chắc chắn nó phải non hơn thằng vua kiếm rồi, thì mình cảm giác như nếu mà theo kiểu đó thì dịch lại bài nó càng trên ha, nó càng trên với càng phô ha. Lời khuyên ha, it's time to call in energy protection to shield, to clear and strengthen your aura. Tạm dịch đó là cái thời điểm để bạn thực hiện cái việc gọi là bảo vệ bản thân, dọn sạch bản thân, ủi lộn, dọn sạch dọn dẹp gì đó, và cũng như là gọi là củng cố cái năng lượng của bạn. Thì ở đây mình muốn dịch theo kiểu đơn giản thôi, đó là trong một cái mối quan hệ hoặc là trong bất kỳ một cái gì cũng được, tình yêu, tình bạn, tình gì cũng được, mình phải có một cái ranh giới, nó giống như kiểu là một cái ranh giới, một cái sự bảo vệ, một cái giới hạn cho bản thân mình với đối phương. Tuy nhiên một cái ranh giới quá mạnh thì nó sẽ vô tình nó giống như một cái rào cản, còn một cái ranh giới quá hẹp thì nó vô tình nó sẽ biến bạn thành một cái người dễ bị người ta tác động. Thì mình nghĩ cái lời khuyên ở đây nó giống như kiểu đó là có thể trong các mối quan hệ của cả đôi bên, của hai lần mà mình trải, nó đều vướng phải những cái vấn đề về một cái là tạo lập ranh giới và một cái là tự biết bảo vệ ranh giới, và một cái là bảo vệ ranh giới quá nhiều thì đều không tốt hết, nó chỉ có một cái sự tương đối thôi. Thì mình nghĩ cái lời khuyên hoặc cái thông điệp của bạn đó là đôi khi á, mình cần phải biết bảo vệ bản thân mình. Đôi khi nếu mình bảo vệ bản thân mình quá mức thì nó sẽ thành ego, nó sẽ thành một cái bản ngã hoặc là một cái gì đó nó mang tính gọi là cái tôi. Còn nếu mà trong một cái mối quan hệ mà cái tôi của tôi đúng, cái tôi của bạn đúng, vậy cái tôi nào mới là cái tôi đúng nhất cho cả hai á, kiểu giống vậy ha. Xin chào các bạn, chọn từ số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, là share, là bình luận cho mình không.
Sự chia cách này là có lý do của nó. Lý do là gì? Lý do là gì? The Messenger. Thôi rồi, tao đã có câu trả lời cho cái giải bài này rồi. Bất kể lá sao là lá gì đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào khác đi được. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì nó có đét rồi mọi người. Hồi nãy mình cũng có chuẩn bị trong đầu sẵn một cái tình huống, đó là nếu mà giả sử bài nó lên mà lỗi tại định mệnh trăng sao rồi mình sẽ nói cái gì á, thì mình cũng nói vậy thôi chứ mình cũng đâu nói gì khác được. Giống như cuộc đời này có những cái mối quan hệ nó không dành cho bạn thì nó không dành cho bạn thôi. Nó giống như là sao quả tạ, sao chổi rồi nó rơi đúng cuộc đời bạn thì nó rơi trúng thôi, rồi nó rơi xong thì nó đi ha. Giống như người ta nói là có duyên thì dính nhau, còn có nợ thì trả ha. Duyên nợ trả nhau hết xong rồi thì dẹp luôn. Thì ở bài lên ở đây vừa có death, vừa có devil. The Messenger ở trong bộ này không biết phải là lá The Star không, hay là nếu không phải The Star thì nó lại là tặng thêm, thì giống như nhìn cũng giống như là sao vậy đó, không biết là sao xẹt hay là sao chổi thôi. Thì nếu thật sự mà bài này lên mình nói là cái sự chia cách này là có lý do của nó thì mình chỉ khẳng định đó là lý do về cái việc gọi là nếu bạn tin vào duyên số, định mệnh, số phận gì đó, duyên nợ gì đó ở đây thì cũng được. Còn nếu mà bỏ qua yếu tố đó thì mình dịch theo kiểu là như nào, cái mối quan hệ này nó đầy toxic ở trong đó, nó là một mối quan hệ toxic luôn á. Tại vì thứ nhất là có the devil, thứ hai nữa là có death. The devil là một cái gì đó nó mang tính gọi là sự cưỡng cầu á, nó cái gì nó rất là cưỡng cầu, kiểu giống như là nó mình biết nó có cái sai ở trong đó, mình biết nó có vấn đề nhưng mình vẫn đâm đầu vô, giống như mình thấy nó sai mà mình vẫn tè le ra, mình thấy nó cờ đỏ, mình thấy nó red flag, mình thấy nó đầy cái tín hiệu thấy ghê mà mình vẫn cố chấp, mình lủi vô và mình tin rằng cái sự lủi vô của mình là sự sáng suốt, hoặc là tạm thời giống như là vì một cái lý do nào đó mà mình nghĩ rằng mình có thể vượt qua được. Nhưng không, tại vì còn death nữa. Death tức nghĩa là tao chết một lần, nhưng không, tao chết nhiều hơn một lần. Tại vì vừa death vừa devil, tức nghĩa là nếu mà được devil xong rồi death, tức nghĩa là đâm vô một lần xong rồi ngủm luôn thì dễ rồi. Còn này không á, này là death xong mới devil, tức nghĩa là chết rồi vẫn đâm vô tiếp, chết tiếp rồi đâm vô tiếp nữa, chết nữa, đâm tới lần nào chết lần nào thôi luôn, chết hoài, chết tới chết lui và vẫn chưa học được cái gì hết. Thì mình cảm giác là cái mối quan hệ này á, nó giống như một cái sự mình dùng từ gọi là bạn bạn trải qua, bạn phải trải qua để làm chi, để bạn nhận ra rằng có trên đời này có những cái mình không nên cưỡng cầu, mình không nên cố gắng quá, mình không nên cố chấp. Death giống như kiểu là một cái sự ở trong đây nó hình ảnh của một con rắn lột xác ha. Thì thật ra mình thấy hay cái chỗ đó là cái sự kết thúc này là có lý do là để cho các bạn trưởng thành, để cho các bạn nhận ra rằng là lần sau đừng ngu như thế nữa con. Kiểu giống như là tao đã ăn một cái bẫy, giống như trong đây là cái lá The Devil, đó là hình ảnh của một cái con dao có máu và cái con sói này nó đang nhìn cái đó. Tức nghĩa là trước đó phải có một cái con nào đó dính dính cái bẫy này rồi. Mình dính cũng được, ai dính cũng được, hoặc là trước đó là bạn dính cũng được. Thì mình đã học được cái điều đó thì mình không thể nào ngu nữa, tức nghĩa là mình không thể nào ngu vì cái lỗi đó thêm một lần nữa. Còn nếu đã ngu vì cái lỗi đó một lần mà vẫn tiếp tục ngu thì tức nghĩa là chưa học được cái bài đó. Thì mình thấy là cái mối quan hệ này chia cách là hợp lý nha. Tụ này thì rất là hợp lý. Không phải hợp lý theo kiểu là gì nhưng mà mình cảm thấy nó dễ giải hơn tụ 1 với tụ 2. Với một cái nữa đó là cái tụ này á, thêm cái lá The Messenger thì mình không biết là lúc mà hai bạn quen nhau hoặc hai bạn tiếp xúc với nhau á, tình cảm nó có nảy sinh nhanh không? Tại vì người ta có một cái câu đó là nấm mọc sau mưa á, nó mọc lên vui 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 luôn, mọc lẹ lắm. Mà kiểu giống như là mọc lên xong cái vài ba ngày nó cũng tàn hết. Và mình cảm giác cái mối quan hệ này nó không có nó có để lại một cái sự dây dứt hoặc là một cái gì đó nó hơi cắn rứt lương tâm ha. Rồi hoặc là hơi cắn hơi hơi gọi là hơi cấn cấn cũng được. Và cái có cái gì đó trong đây mình cảm giác nó không có thoải mái để nói ra, mình không biết là ai là người nói, ai là người bị chấm dứt mối quan hệ này, có kết thúc êm đềm hay không. Nhưng mà mình cảm giác cái sự chia cách này có một cái gì đó nó mang tính thù à, không, không không nên thù hận, không có nên thù hận như thế này. Mình chỉ cảm giác là có một người đang rất là phòng thủ hoặc là đang rất là kiểu giống như là tránh xa tao ra. Vẫn toxic tới giờ luôn, tức nghĩa là một trong hai cái năng lượng vẫn còn người ghét, bận, bực, giận, buồn, khóc đau, ỉ ôi gì đó ở đây. Và cái năng lượng nó vẫn chưa hết nha. Mình không biết là ai đang bị mắc kẹt nhưng mà còn người mắc kẹt trong đây nha. Nói chung bài lên rất là xấu. Xấu không? Thuộc mà.
kiểu giống như ba lá nó lên hết luôn á. The Tower nữa, trời ơi tụi bài này gọi là xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Thôi đi mấy đứa ơi, đứa nào hôm nay chọn tụi ba thì xác định luôn. Thì đối với tụi ba này thì nhìn Tower là cũng đủ hiểm rồi. Sự chia cách này là có lý do của nó, lý do của tụi ba này hãy đổ lỗi hết cho tại trăng sao đi, tại cái số của mình nó như thế đi. Nhưng mà thiệt ra mình cũng nói vậy thôi, thật ra cái số cũng là một chuyện, cái đó không phủ nhận nha mọi người. Nhưng mà mình muốn nói một cách tỉnh táo hơn đó là đôi khi bản thân mình là một cái con bò cạp, mà mình không nghĩ mình là con bò cạp mà mình cứ nghĩ mình là con gì hiền lắm, nhưng mà không, mình là con bò cạp. Thì ý của mình ở đây đó là đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta là nạn nhân, nhưng đôi khi chúng ta là hung thủ đó. Và đôi khi bản thân chúng ta có những cái chúng ta không có nhận ra là mình xấu hoặc mình ác ha, hoặc là mình chưa có ổn, hoặc là thậm chí bạn đóng vai hiền nhưng mà tại vì bạn hiền nhưng mà cái hiền của bạn nó không đúng chỗ, hoặc là bạn là một cái người bạn vẫn sẽ có những cái xấu nhất định nào đó trong cái câu chuyện tình yêu. Đừng nghĩ mình yêu người ta nhiều quá, mình hy sinh tôi nhiều quá là tốt, đôi khi nó lại là cái điểm chí mạng của bạn. Thì mình nghĩ là cái sự kết thúc của cái mối quan hệ này nó giống như một cái việc mà không sớm thì muộn nó sẽ kết thúc thôi. The Tower và Kỵ Sĩ Tiền nó nói lên về việc một cái mối quan hệ mà cố đắm ăn xôi nhưng nó khác với ba lá đầu. Ba lá đầu đó là thấy sai nhưng vẫn lủi vô, thấy đau nhưng mà vẫn đâm đầu vào. Còn cái này á, là Tower ngay từ đầu, tức nghĩa là từ đầu vô là đã thấy nó có vấn đề rồi, nhưng mà tin rằng cố chấp rằng mọi thứ có thể thay đổi được. Được lắm, tám góc luôn. Kiểu giống như là biết là mình không sẵn sàng để yêu, biết là mình chưa đủ để yêu, biết là mình không hợp, biết là mình không dành cho nhau, biết 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 hết, nhưng mà vẫn tin là mình có thể thay đổi, mình có thể vì đối phương, mình có thể a b c d z e f g h, nhưng mà không, tới cuối cùng thì nó là x y z, không có ok. Tám góc nó giống như kiểu là xây được lên một một chặng đường xong cảm thấy mệt quá, tức nghĩa là những cái bạn nào mà yêu nhau quen nhau tìm hiểu nhau một thời gian dài, hoặc là thậm chí là yêu rồi cãi, cãi rồi yêu, yêu rồi giận, giận rồi chia tay, chia tay là quay lại rồi cãi, cãi tiếp, nó cứ lòng vòng nó lên được tới 8 cốc, xong nó đổ, xây lên được lên 8 cốc cái nó đổ. 8 cốc là cái kiểu gì năng lượng vậy á, tức nghĩa là xây lên xong rồi đổ, xây lên xong rồi đổ, tới một cái lúc nào đó chán quá trời chán, xong rồi bỏ luôn, bỏ dang dở luôn, xây được lên tới 7-8 cốc xong rồi bỏ, nó đâu có lên được tới 10 đâu. Một cái mối quan hệ mà nó không có hạnh phúc, nó đâu có 10 cốc nào mà hạnh phúc, nó không có đủ đầy, nó không có trọn vẹn, nhưng nó cứ lưng chừng cứ 7-8 7-8 xong đổ, 7-8 xong đổ, rồi cái xây lên lại cái 7-8 lại đổ, riết là bạn cũng mất kiên nhẫn. Bài các bạn lên có Kỵ Sĩ Tiền á, mình nghĩ là một cái mối quan hệ đã có rất nhiều cố gắng rồi, thì thật ra mình nghĩ cái trải bài của ba cái lá sau này mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Nó theo kiểu là đôi khi á, hồi nãy ba lá đầu là chấp nhận là số phận định mệnh nó không dành cho nhau, hoặc là do bản thân của cái mối quan hệ nó quá nhiều toxic ở trong đó mình không thể yêu nhau được. Còn cái tụ này á, thì mình không, ba lá này thì mình không gọi là bởi vì chúng ta toxic, mà bởi vì cái sự cố gắng là không đủ, không đủ, không đủ ở đây không phải là chưa cố gắng đủ, mà là chỉ cố gắng không thì không đủ. Tình yêu nó không phải chỉ là mình nỗ lực mình yêu không là được, mà thậm chí ngay cả khi hai bên nỗ lực yêu luôn cũng chưa chắc được nữa. Mình từng thấy một vài cái bạn họ cả hai bên đều rất là nỗ lực vì đối phương, kiểu giống như là cố gắng yêu á, mọi người gọi là cố gắng yêu nha, yêu mà phải cố gắng luôn á, nhưng mà giống như nó luôn thiếu một cái gì, giống như cái nồi canh bạn nêm đã đời xong hồi bạn ăn bạn cũng không thấy ngon lành gì hết, hoặc là bạn biết là bạn không thể ăn món đó nhưng mà bạn vẫn cố chấp bạn ngồi bạn ăn với cái món đó mà bạn ăn hoài bạn cũng không thấy ngon lành gì hết. Và trong tình yêu bạn càng yêu một cái người mà bạn càng không thấy mình yêu được họ, thì bạn càng đi bạn sẽ càng cảm giác giống như là tại sao mình phải cố đắm mình đi theo một cái mối quan hệ mà bạn sẽ không đổ lỗi cho họ, mà bạn đổ lỗi cho chính bạn, hoặc là bạn đổ lỗi cho cái tình huống đó đó. Theo kiểu giống như là sao yêu mà mệt mỏi quá, sao yêu mà mình không có cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, sao yêu mà mình cứ cảm thấy nó lê thê, nó nặng nề, mà sao mình phải cố gắng quá nhiều mà mình không được cái gì hết. Thì đó, nếu mà bạn rớt vô cái tình huống đó thì bạn sẽ hiểu ha. Còn mình thì mình không có ví dụ thêm được, nhưng mà đại loại đó là kiểu tôi quá mệt mỏi rồi, tôi quá mệt mỏi rồi, dẹp mẹ nó đi, kiểu giống vậy. Ta cũng mệt, unhappy.
Tụ bà này chưa đủ xấu sao? Cái lá lời khuyên của mấy bạn đó là một cái thói quen cũ thì cần phải được gọi là tránh xa nó ra, kiểu giống như đó là keeping you from moving forward, tức nghĩa là một cái thói quen cũ nào đó đang giữ chân bạn lại, không có cho bạn tiến về phía trước. Thì mình đối với tụi ba thì mình nghĩ cái lời khuyên nó cũng nhẹ nhàng tử tế với mấy bạn đó là thôi cái gì cũ thì mình bỏ qua, mình hướng về cái mới, cũ quá thì thôi dẹp đi, cũng hỏng quá khứ không thể thay đổi được, buồn gì buồn hoài cũng vậy à, hướng về tương lai đi. Không có buồn nào mà kéo dài, chỉ có một cái nỗi buồn cố định đó thôi, nhưng đừng buồn hoài vì nó, tại vì quá khứ không thể thay đổi được nhưng tương lai thì được, hiện tại thì ok. Thì mình cảm thấy ở đây giống như cái này nó chỉ nói theo kiểu là nói chung nếu số phận định mệnh và cuộc sống của bạn, tình yêu của bạn thì nó hơi giống như một cái quần nó bị què đi, nó què một ống thì mình cắt mẹ luôn cái ống còn lại đi cho nó què hai bên, tức nghĩa là nó hết què là một cái quần sọt chứ nó không còn là cái quần bị què nữa. Tại vì giống như là một cái gì đó mà nó đã què rồi thì không thể nào mà nó lành lặn lại được, thì thay vì như vậy thì mình chế cái quần nó thành đùi dẻ cũng được, hoặc là mình bây giờ mình thấy có nhiều kiểu giống như mấy bạn làm quần jean nó thành cái túi xách cũng được, tức nghĩa là mình hãy biến nó thành cái khác đi chứ mình đừng có miễn cưỡng, giống như bây giờ cái quần nó kích thích thì mình phải giá lại, còn nếu mà không giá được nữa nó te tét quá thì thôi làm đồ dẻ, đừng có cố chấp bận một cái quần nó téo ngoe đó mọi người, giống như đi ra ngoài đường mà bận cái bộ đồ nó téo ngoe hoặc là nó thấy ghê nó kỳ cục lắm, mình cũng không biết giải thích làm sao nhưng mà nó vậy đi nha.